chương trình sách đọc online giới thiệu tác phẩm diễn giải kinh pháp cú dịch giả Viên Chiếu. Pháp cú 181. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Phẩm thần thông song hành. Câu pháp cú này được Thế Tôn dạy tại cổng thành Samkasa, liên hệ đến nhiều thiên nhân, nhưng câu chuyện bắt đầu từ Vương Xá. Phần 1. Phật của Tân Đầu Lư Phạt La Đọa. Có một lần, một nhà trưởng giả thành Vương Xá đến sông Hằng để tắm. Để khỏi mất đồ trang sức và y phục, ông đặt tất cả vào giỏ mây. Lúc ấy có một cây bạch đàn đỏ mọc bên sông Hằng, rễ bị sóng nhồi bật gốc lên, đổ xuống sông Hằng, bị những tảng đá dưới sông từ từ đánh gãy vụn từng mảnh. Một mảng gỗ bị nước mài nhẵn trôi lềnh bềnh gần giỏ mây và bị mắc vào đó. Trưởng giả hỏi: "Cây gì thế?" "Thưa, là một khúc cây," người hầu trả lời. Ông bảo đem đến để xem và thử hỏi: "Gỗ này là loại gỗ gì?" Ông lấy búa tách ra một mảnh và thấy rằng đấy là loại gỗ bạch đàn đỏ, loại màu cánh gián. Ông trưởng giả chẳng tin theo một tôn giáo nào, nhưng rất công bình. Cầm một khúc gỗ đỏ đẹp lên, ông nghĩ: "Ở nhà ta có cả khối loại gỗ này, ta sẽ làm gì với khúc gỗ này?" Rồi ông tự nghĩ: "Có nhiều người tự xưng là A-la-hán. Họ nói: 'Chúng tôi là A-la-hán.' Nhưng ta chẳng biết một vị A-la-hán nào. Ta sẽ bảo tiện một cái bát bằng gỗ này, lấy dây treo lên một giàn tre cao khoảng 60 cubit và thông báo: nếu ai là A-la-hán hãy bay lên và lấy chiếc bát. Người nào lấy được, ta và vợ con ta sẽ làm đệ tử." Nghĩ như thế, ông trở về ra lệnh làm chiếc bát gỗ lấy dây treo lên một giàn tre và tuyên bố: "Nếu bất cứ ai trên thế gian này là A-la-hán, hãy bay lên và lấy cái bát này." Các lục sư ngoại đạo nói với ông: "Cái bát này chính là vật dành cho chúng ta, hãy trao nó cho chúng ta." Nhưng trưởng giả chỉ nói: "Bay lên và lấy đi." Vào ngày thứ sáu, Ni Kiền Tử, nhà khổ hạnh lõa thể, bảo đệ tử đi đến nói với ông trưởng giả: "Cái bát này chính là dành cho thầy ta, đừng đòi hỏi chúng ta bay lên không trung chỉ vì một vật nhỏ mọn, hãy đưa bát đây." Họ đến nói với ông và về trả lời: "Ông ta nói cái bát chỉ thuộc về người nào có thể bay lên và lấy nó." Ni Kiền Tử quyết định đi, ông ra lệnh cho đệ tử: "Ta sẽ nhấc một tay và một chân và cử động như sắp bay lên, lúc đó các ngươi hãy nói: 'Thưa tôn sư, thầy làm gì thế? Xin thầy đừng phô bày quyền năng ẩn mật của một vị A-la-hán trước đám đông chỉ vì một cái bát gỗ.'" Nói như thế, các người kéo tay chân ta xuống và đẩy ta nằm dưới đất. Xong, Ni Kiền Tử đến nói với ông trưởng giả: "Này đại trưởng giả, cái bát này rốt cuộc không phải là vật của ai khác, đừng đòi hỏi ta bay lên không trung chỉ vì một vật tầm thường như thế, hãy đưa bát cho ta." "Thưa tôn ông, hãy bay lên và lấy nó, chỉ có một cách ấy thôi." Ni Kiền Tử bảo các đồ đệ: "Được rồi, đến đây, đến đây." Khi họ đến, ông nói: "Bây giờ ta sẽ bay lên." Nói thế, ông nhấc một tay và một chân lên, lúc đó đám đệ tử la lên: "Tôn sư, tôn sư, thầy làm gì thế? Tất cả chỉ vì một cái bát gỗ hạ tiện khốn khổ, cần gì thầy phải làm phô bày quyền lực ẩn mật giữa đám đông?" Nói rồi họ chạy tới, lôi tay chân ông ta lại và đặt nằm xuống đất. Ông nói trưởng giả: "Đại trưởng giả, mấy đệ tử này không muốn tôi bay lên không trung, xin hãy đưa bát cho tôi." "Đại sư, hãy bay lên và lấy đi."
Lục sư ngoại đạo thử cố công trong 6 ngày, nhưng mặc cho họ cố gắng vẫn chẳng lấy được bát gỗ. Ngày thứ 7, tôn giả Mục Quyền Liên và tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa sửa soạn đi khất thực trong thành Vương Xá. Các ngài dừng ở một tảng đá bằng phẳng và cuốn y. Lúc ấy, có vài người đi săn nói chuyện với nhau. Này bạn, 6 giáo chủ ngoại đạo thường tuyên bố mình là A-la-hán, nhưng 7 hôm trước, khi trưởng giả thành Vương Xá treo một cái bát lên cao và nói: "Nếu ai là A-la-hán, hãy bay lên hư không và lấy cái bát." Cuối cùng, chẳng có ai trong các vị tự xưng là A-la-hán có thể bay lên hư không. Bây giờ, chúng ta biết chắc rằng không có A-la-hán trên cõi đời này. Nghe nói thế, tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa: "Này huynh, có nghe thấy họ nói gì không? Như là họ đang thách đố Phật Pháp. Bây giờ, huynh có thần thông quảng đại, quyền lực siêu nhiên, hãy bay lên hư không mà lấy cái bát ấy." "Tôn huynh Mục Liên, ngài nổi tiếng là bậc thần thông đệ nhất, ngài hãy lấy bát, nếu ngài không lấy, tôi cũng sẽ lấy." "Huynh hãy đi đi." Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa nhập đại định rồi xuất định. Ngài đi quanh một tảng đá rộng 3 dặm, dùng đầu ngón chân nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng như nhấc một miếng bông gòn. Ngài bay quanh thành Vương Xá 7 vòng, thành này cũng rộng đúng 3 dặm, tảng đá hiện lên bao trùm cả thành. Dân cư trong thành thấy vậy nghĩ: "Tảng đá sẽ rơi xuống đè bẹp chúng ta." Họ run rẩy sợ hãi, họ đội nia lên đầu và trốn tứ tung. Đến vòng bay thứ 7, tôn giả đẩy tảng đá ra xa và hiện thân trước dân chúng. Thấy ngài, họ kêu lên: "Tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa, hãy giữ tảng đá, đừng để nó đè bẹp chúng tôi." Tôn giả hất tảng đá đi, nó rơi về chỗ cũ, rồi đáp xuống trên nóc nhà của trưởng giả. Ông này phổ phục sát đất và nói: "Tôn giả, xin bay xuống." Khi tôn giả bay xuống đất, ông mời ngồi, xin phép hạ bát xuống và đặt 4 loại thức ăn ngon ngọt trong bát đem cúng dường cho ngài. Tôn giả nhận bát thức ăn trở về tịnh xá. Những người dân vắng mặt khi ấy chưa được thấy phép lạ đã tụ tập kéo theo sau yêu cầu: "Tôn giả, xin thi triển thần thông cho chúng tôi được xem." Tôn giả cũng lặp lại thần thông như thế cho họ rồi tiếp tục trở về tịnh xá. Đức Thế Tôn nghe tiếng reo hò hoan hô của đám đông, ngài hỏi A Nan: "Này A Nan, họ hoan nghênh ai thế?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôn giả Tân Đầu Lư Phả La Đọa bay lên hư không và lấy cái bát bằng gỗ đỏ, dân chúng hoan nghênh tôn giả." Đức Phật gọi tôn giả đến hỏi: "Có đúng là ông đã làm như thế?" Bạch Đức Thế Tôn: "Đúng là như vậy." "Này Tân Đầu Lư Phả La Đọa, vì sao ông lại làm như thế?" Rồi Đức Phật của trách tôn giả bắt ngài đập vỡ cái bát, đem mạch vụn cho các tỳ kheo nghiền thành bột. Sau đó ngài đặt ra giới cấm thi triển thần thông vì mục đích như thế. Phần 2. Thế Tôn hứa thực hiện thần thông. Các ngoại đạo nghe rằng Sa Môn Cổ Đàm đã ra lệnh đập vỡ cái bát và đã chế giới cấm các đệ tử thi triển thần thông, họ nói: "Dù cho mạng sống họ tùy thuộc vào thần thông, các đệ tử Cổ Đàm cũng không dám phạm giới đã chế đặt. Hơn nữa, Sa Môn Cổ Đàm cũng giữ luật lệ này. Đây là cơ hội cho chúng ta." Và họ đi rao trên khắp đường phố: "Chúng ta muốn giữ quyền năng ẩn mật, vì thế trong câu chuyện vừa rồi chúng ta đã từ chối không phô bày quyền năng chỉ vì một cái bát gỗ. Nhưng đệ tử của Cổ Đàm đã phô trương tài phép trước quần chúng chỉ vì một cái bát không đáng kể. Sa Môn Cổ Đàm đã khôn ngoan ra lệnh đập bể cái bát và đưa ra điều luật cấm đệ tử thi hành phép thuật. Từ nay chúng ta sẽ thi triển phép thuật chỉ với ông ấy." Vua Tần Bà Sa La nghe thế đến bạch với Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, tin đồn ngài cấm các đệ tử trổ phép lạ có đúng không?" "Đúng thế."
Thưa đại vương, nhóm ngoại đạo đang nói rằng họ sẽ thi triển phép thuật với ngài, ngài phải làm gì trong trường hợp đó? Nếu họ thi triển thần thông, ta cũng sẽ thi triển. Ngài không đặt ra luật cấm thi hành phép lạ đó ư? Đại vương, ta không ra luật cho ta, luật chỉ áp dụng cho đệ tử của ta. Có phải ý ngài nói luật do ngài đặt ra áp dụng cho mọi người trừ chính ngài? Đại vương, ta sẽ trả lời cách khác hơn. Này đại vương, đại vương có một nguồn thượng uyển trong hoàng cung có đúng không? Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn. Này đại vương, nếu có người dân nào ăn xoài và các thứ trái trong vườn của đại vương sẽ làm gì? Con sẽ phạt họ. Thưa đức Thế Tôn, nhưng chính đại vương có quyền ăn những trái cây ấy chứ? Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn, con không phải bị phạt, con có quyền ăn những thứ thuộc về con. Này đại vương, như đại vương cai trị trên vương quốc 30 dặm và chính mình không bị phạt khi ăn trái cây trong vườn của mình, trong khi người khác làm như thế thì bị phạt. Cũng thế, ta có quyền trên tam thiên đại thiên thế giới và ta có thể vượt qua những luật lệ do ta đặt ra, người khác thì không, do đó ta sẽ thi triển một phép lạ. Khi các nhà ngoại đạo nghe những lời này, họ nói với nhau: chúng ta bị hố rồi, Sa Môn Cổ Đàm tuyên bố rằng luật lệ do ông ấy đặt ra chỉ áp dụng cho hàng đệ tử, không phải cho ông ấy. Và ông ấy tuyên bố rằng chính mình sẽ thi triển một phép lạ, chúng ta phải làm sao đây? Vua hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi nào thì ngài thi triển thần thông? Vào ngày trăng tròn tháng Ashali, 4 tháng nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ở tại đâu? Gần thành Xá Vệ. Vì sao Đức Phật chọn địa điểm như thế? Vì Xá Vệ là nơi mà tất cả chư Phật đã thực hiện đại thần lực và nơi ấy có thể chứa được nhiều người. Các ngoại đạo nghe như vậy bàn với nhau: 4 tháng nữa Sa Môn Cổ Đàm sẽ hiển thần thông ở Xá Vệ, từ đây đến đó chúng ta phải theo đuổi ông ta không ngừng. Khi dân cư thấy, họ sẽ hỏi: thế này là sao? Chúng ta sẽ trả lời: các ngươi nên nhớ, chúng ta còn nói chúng ta sẽ đấu phép với Sa Môn Cổ Đàm, ông ta chạy trốn nên chúng ta đuổi theo. Khi Đức Phật đi khất thực trên đường phố thành Vương Xá, ngoại đạo cũng đi theo. Nơi nào ngài thọ trai thì họ nghỉ đêm ở đó, nơi nào ngài nghỉ đêm thì họ ăn sáng ở đó. Khi dân chúng hỏi: như thế nghĩa là gì? Họ trả lời như trên. Dân chúng bảo nhau: chúng ta sẽ được xem phép lạ. Và họ kéo theo sau Đức Phật đến Xá Vệ, nhóm ngoại đạo cũng theo sát nút. Đến nơi, họ chuẩn bị chỗ ở, xài phí cả 100.000 đồng tiền để ra lệnh xây cất một cái trại với cột bằng gỗ xiêm gai và lợp bằng hoa sen xanh. Làm xong, họ tuyên bố: chúng ta sẽ thực hành phép lạ tại đây. Vua Ba Tư Nặc đến bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, các ngoại đạo đã ra lệnh cất trại, con có thể xây cất một cái cho ngài. Không cần, này đại vương, ta đã có người. Bạch Đức Thế Tôn, ở đây có ai ngang bằng con để xây cất cho ngài? Này đại vương, có vua trời Đế Thích. Bạch Đức Thế Tôn, ngài sẽ thi triển thần thông ở đâu? Ở dưới gốc cây xoài, gọi là cây của Ganda. Các ngoại đạo nghe nói Phật sẽ hiển thần thông ở dưới cây xoài, lập tức họ nhổ hết rễ của những cây xoài trong chu vi một dặm quanh đó, ngay cả những cây mới mọc hôm đó, và ném tất cả vào rừng. Thần thông sơ khởi. Vào ngày trăng rằm tháng Asahi, Đức Thế Tôn đi vào thành. Cùng ngày đó, Ganda, người giữ vườn thượng nguyện, thấy một trái xoài to chín vàng giữa đám lá, bay mùi thơm ngon.
Gana bèn hái trái ấy định sẽ dâng lên đức vua. Trên đường đi gặp đức Phật, chàng nghĩ: nếu nhà vua ăn trái này, nhà vua có thể ban cho ta 8 hay 16 đồng, không đủ nuôi ta suốt đời. Nhưng nếu ta cúng dường Phật, sẽ có lợi cho sự cứu rỗi ta không cùng. Và chàng cúng quả xoài chín lên đức Phật. Đức Phật nhìn A Nan, A Nan nhận trái xoài và đem dâng lên đức Phật. Đức Phật chìa bát ra nhận xoài và ngài ngỏ ý muốn ngồi tại đó. A Nan trải tọa cụ. Khi đức Phật ngồi xong, A Nan lọc nước ép trái xoài thành nước và dâng lên đức Phật. Đức Phật uống nước ép trái xoài xong, nói với Ganda: này Ganda, hãy đào một cái lỗ ở đây và trồng cái hột xoài xuống. Chàng giữ vườn làm y như lời Đức Phật dạy. Đức Phật rửa tay ngay trên chỗ xoài được trồng. Ngay lúc ấy, một cây xoài cao to, tươi tốt mọc lên rất nhanh, cao 50 cubit. Từ thân cây vươn ra 5 nhánh, mỗi nhánh cũng dài hơn 25 mét, 4 nhánh chia 4 hướng và một nhánh mọc thẳng lên trên trời. Trong phút chốc, cây xoài phủ đầy bông và trái, và một bên có cành nặng trĩu, từng chùm xoài chín. Các tỳ kheo đi theo sau Đức Phật hái xoài chín ăn xong rồi ra về. Khi nhà vua nghe chuyện cây xoài thần diệu, bèn ra lệnh không cho ai được chặt phá và đặt người canh gác. Vì cây xoài được trồng bởi Ganda nên được đặt tên là cây xoài của Ganda. Hàng thứ dân cũng được ăn xoài và kêu lên: các thầy ngoại đạo đê tiện, khi các thầy nghe sao môn cổ đàm sẽ làm phép dưới chân cây xoài Ganda, đã ra lệnh nhổ tất cả mọi cây xoài trong vòng một dặm, ngay cả những cây mới mọc cũng lôi rễ lên. Đấy, cây xoài Ganda đấy. Nói xong, họ ném xoài thối, hột xoài vào các ngoại đạo. Đế Thích ra lệnh cho thần gió hãy nhổ trại vào các ngoại đạo và ném xuống cầu. Rồi ra lệnh cho thần mặt trời hãy đốt chúng. Các thần làm xong, Đế Thích lại ra lệnh: thần gió hãy thổi mạnh lên. Thần gió tung hết vũ bão ra, các ngoại đạo run rẩy toát mồ hôi đầy mình. Thần gió còn phun bụi vào họ cho đến khi trông họ giống kiến đỏ. Đế Thích ra lệnh đổ mưa và toàn thể ngoại đạo giống như bò đốm, trần truồng, hỗn loạn, họ chạy tứ tán. Ngay khi họ bỏ chạy, một nông dân đệ tử của Phú Lan Na Ca Diếp nghĩ thầm: ngày mai là ngày tôn sư ta thi triển quyền phép, ta phải đi xem. Ông ta tháo cày ra và mang bình đựng canh đã đem theo từ sáng sớm và lấy dây trở về nhà. Khi Phú Lan Na đang chạy trối chết, ông hỏi: tôn sư, con về nhà với ý định sẽ đi xem tôn sư phô bày phép lạ, vậy ngài đi đâu thế? Phú Lan Na đáp: có gì ngươi muốn xem phép lạ, đưa ta bình đựng nước và sợi dây. Người nông dân đưa, Phú Lan Na cầm bình nước và dây, đi đến bờ sông, lấy dây cột bình nước vào cổ, rồi nhảy xuống sông, bọt nước sủi lên. Phú Lan Na đã chết, rơi xuống địa ngục A Tỳ. Đức Phật biến hóa một lối đi bằng châu báu trên hư không, chạy dài suốt từ chân trời phía đông đến chân trời phía tây. Khi chiều đến, người ta kéo đến xem đứng đông đầy trải dưới tới 36 dặm. Đức Phật nghĩ, đây là lúc ta hiện thần thông. Ngài rời hương thất ra, đứng ở sân thượng. Lúc ấy, một nữ Phật tử tên Rahani chứng được tam quả có thần thông, đứng gần chỗ Đức Phật rồi thưa thỉnh: bạch Đức Thế Tôn, bao lâu còn một đệ tử như con, không cần nhọc sức ngài, con sẽ thi triển một phép lạ. Này Rahani, ngươi thực hiện thần thông gì? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nhận chìm trái đất xuống nước và lặn xuống đó, rồi trồi lên xuất hiện ở mặt đông trái đất. Cứ thế, con sẽ xuất hiện ở cực tây, cực nam, cực bắc của trái đất và ở giữa. Dân chúng sẽ hỏi, ai thế?
và người khác trả lời đó là Gharani. Nếu đây chỉ là thần thông của một người đàn bà thì thần thông siêu việt của Phật sẽ như thế nào? Các ngoại đạo sẽ trốn mất, không cần đợi Thế Tôn. Đức Phật trả lời: Ta biết rõ rằng con có thể thi triển thần thông như con vừa nói, nhưng vinh dự này không phải của con. Gharani tự nhủ: Đức Thế Tôn từ chối đề nghị của ta, chắc có một ai có thể thi triển thần thông vĩ đại hơn ta. Cô đứng qua một bên. Một hôm, nam cư sĩ tên Kula nghĩ thầm: Bao lâu Đức Thế Tôn còn có đệ tử như ta, người chứng đến tam quả thì Ngài không bận tâm đến chuyện này. Thế rồi ông đến bạch với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ hóa thành đại phạm thiên cao lớn 12 dặm, đứng giữa quần chúng, rống lên như sấm sét, bão tố. Con sẽ rung chuyển trái đất như đại phạm thiên rung chuyển quả đất. Dân chúng sẽ hỏi nhau: Tiếng gì thế? Và người khác sẽ trả lời: Đó là tiếng động đất gây ra bởi Kula. Các ngoại đạo nói: Đó mới chỉ là quyền năng của một cư sĩ, còn quyền năng của Đức Phật như thế nào? Nói xong, họ sẽ bỏ chạy mà không đợi gặp Ngài. Đức Thế Tôn cũng trả lời như với Gharani: Ta biết con có quyền năng đó và từ chối đề nghị. Một cô bé Sa Di lên 7 tuổi, tên là Lila, đã đạt được tứ thông đến bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ xếp ngọn núi Tu Di, tất cả những ngọn núi trên trái đất, luôn cả rặng Hy Mã, thành một hàng, và con bay lượn trên những ngọn núi ấy như một con ngỗng trời và không chạm đến núi. Dân chúng thấy sẽ hỏi: Ai thế? Họ sẽ được trả lời: Đó là cô bé Sa Di Lila. Các ngoại đạo sẽ nói: Chỉ một cô bé 7 tuổi mới là Sa Di, còn có thần thông như thế thì thần thông của Đức Phật ra sao? Họ sẽ chạy trốn, không đợi gặp Đức Thế Tôn. Đức Phật cũng từ chối y như trước. Đến một chú Sa Di 7 tuổi tên là Kunda đã đạt tứ thiền và giải thoát mọi tham dục, bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thực hiện một thần thông. Thần thông gì? Con sẽ vác trên vai một cây hồng táo lớn, tượng trưng cho cõi Diêm Phù Đề, vẫy tới, vẫy lui, sẽ đưa những nhánh táo sai trái cho mọi người ăn. Cũng như vậy, con sẽ mang đến hoa san hô. Rồi Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc đến bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ trổ thần thông. Thần thông gì? Trước mắt mọi người trong 12 dặm, con sẽ biến thành chuyển luân thánh vương với đoàn tùy tùng bao quanh 36 dặm đến để đảnh lễ Đức Phật. Được rồi, được rồi, ta biết thần thông của ngươi. Đức Phật cũng từ chối. Tôn giả Mục Kiền Liên đến bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ hiện thần thông. Thần thông gì? Con sẽ đặt ngọn núi Tu Di, chúa tể của ngọn núi, dưới hàm răng và cắn nó như cắn một hạt đậu. Rồi gì nữa? Con cuộn tròn quả đất như một chiếc chiếu và ép chặt giữa những ngón tay. Rồi gì nữa? Con sẽ xoay trái đất như một bánh xe của thợ gốm và con sẽ cho mọi người nếm thức ăn của đất. Rồi gì nữa? Con sẽ sử dụng núi Tu Di như một cây dù, nhấc quả đất đặt lên đó, cầm một tay như một nhà sư cầm cây dù nơi tay đi dạo trên hư không. Ta biết thần lực của ông. Đức Phật cũng từ chối lời đề nghị của Tôn giả Mục Kiền Liên. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên nói:
chắc chắn Đức Thế Tôn biết người nào có thể hiện thần thông quảng đại hơn ta. Và Tôn giả đứng qua một bên, Đức Phật nói với Tôn giả: Này Mục Kiền Liên, việc này không phải việc của ông. Gánh nặng của ta không giống gánh nặng của bất cứ ai, mà không ai có thể gánh vác nó được, nên không có gì lạ khi chẳng ai gánh vác thế ta được. Trong quá khứ cũng thế, do ý muốn của ta thọ sanh làm xúc, cũng không ai có thể gánh vác gánh nặng ấy cho ta. Nghe Đức Phật nói thế, Tôn giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, việc ấy ra sao và xảy ra lúc nào? Đức Phật bèn nhắc lại chuyện tiền thân Kaha Kusaha. Vì trọng tải quá nặng, vì con đường lún bùn, chúng thắng ngựa Brekki và nó lập tức chở hàng đi. Đức Phật cũng nói tiếp chi tiết tiền thân Nandi Vishala để làm vấn đề sáng tỏ hơn. Nên luôn luôn nói lời dịu dàng, không bao giờ nên nói thô bạo. Với người nói lời dịu dàng, nó kéo một trọng tải thật nặng và làm người ấy giàu có, tất cả chỉ vì nó thích người ấy. Sau khi nhắc lại chuyện các tiền thân, Ngài bước đi trên con đường chân bảo, đoàn tùy tùng theo sau trải rộng 12 dặm phía trước Ngài, 12 dặm phía sau, 12 dặm bên tay trái, 12 dặm bên tay phải. Đức Thế Tôn đứng oai nghiêm giữa một đám đông khổng lồ bao quanh 24 dặm và hóa hiện thần thông song hành. Phật hiện thần thông song hành. Thế nào là thần thông song hành của Như Lai? Trong dịp này, Đức Thế Tôn hóa hiện thần thông song hành, thần thông vi diệu hơn bất cứ thần thông nào của chúng đệ tử. Từ trên thân Ngài phóng ra lửa và từ dưới chân Ngài phun nước, hoặc dưới thân tuôn lửa, trên thân tuôn nước, trước mặt tuôn lửa, sau lưng tuôn nước, hoặc trước mặt tuôn nước, sau lưng tuôn lửa, từ hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, hai vai, hai tai, hai bên hông, hai chân, đầu ngón chân và gót chân, nơi mỗi phần trên thân thể, Thế Tôn lần lượt tuôn lửa và nước. Những luồng lửa, nước lóng lánh đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng và màu kim tuyến chói lọi. Đức Thế Tôn đi, hóa thân của Ngài đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Hóa thân nằm thì Thế Tôn đi, đứng hoặc ngồi. Đây là truyền thống thần thông song hành của Đức Phật. Thần thông này Đức Thế Tôn biểu hiện khi Ngài đi lên, đi xuống trên con đường chân bào. Lúc đó Ngài nhập hỏa đại tam muội thì lửa từ trên thân tuôn ra, và khi nhập thủy đại tam muội thì nước tuôn từ dưới thân. Tất cả những phần trên thân Ngài đều như vậy, thế phần này tuôn lửa thì phần kia tuôn nước và ngược lại. Những luồng lửa và nước không hề lẫn lộn nhau, cả hai đều bắn tung xa đến trời Phạm Thiên và trở xuống cõi của Kakavala. Sáu sắc trong những tia lửa và nước ấy như vàng lỏng chảy từ lò luyện kim, hay là vàng của vua từ ống chảy ra, chiếu sáng từ cõi Kakavala lên đến Phạm Thiên rồi trở lại Kakavala như một hình chóp nón và toàn pháp giới người sáng hào quang. Vào ngày ấy, Đức Phật đi lên, đi xuống, hiển hóa thần thông song hành. Thỉnh thoảng, Ngài cũng thuyết pháp cho quần chúng nghe, không làm cho họ chán với bài pháp vô tận, mà làm cho tinh thần của họ tăng trưởng hỷ lạc, bởi chốc chốc Ngài lại để cho họ nghỉ ngơi, thư giãn. Tiếng vỗ tay ca ngợi vang rền. Đức Phật nhìn vào giữa đám đông và dùng 16 cách để quan sát tâm trí mỗi người. Khi một chúng sinh nào thích thú với bài pháp hay, một thần thông nào, Ngài liền giảng đúng bài pháp ấy và hiện chính thần thông ấy cho người đó. Rất nhiều chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh.
Khi Đức Phật thấy trong số quần chúng đông đảo ấy không ai hiểu ý mình và có thể hỏi, Ngài liền hóa hiện một thân khác, hóa thân hỏi và Phật trả lời. Khi Đức Phật đi tới, đi lui thì hóa thân có những cử động khác và ngược lại. Được thấy thần thông và thuyết pháp, có 200 triệu người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật lên cung trời 33. Khi hiện thần thông xong, Đức Phật nghĩ thầm, chư Phật quá khứ sẽ ở đâu sau khi hiện thần thông? Theo thông lệ, Đức Phật sẽ lên cung trời 33 và giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu. Nghĩ thế, Ngài nhấc chân phải và bước lên ngọn núi Ugandhara, chân trái đặt lên núi Tu Di, và như vậy, với 3 bước chân chấm đất 2 lần, Ngài đi 682.000 dặm. Không ai có thể đo được chiều dài mỗi bước chân của Đức Phật. Chỉ biết rằng, khi Đức Phật nhấc chân lên, các ngọn núi co đầu thấp dưới chân Ngài, và khi Ngài bước qua, chúng ngẩng lên và đứng ở vị trí cũ. Trời Đế Thích thấy Đức Phật và nghĩ thầm, Đức Thế Tôn sẽ ở đây trong 3 tháng mùa mưa trên ngai hoàng thạch, sẽ làm lợi ích cho vô số chư thiên. Nhưng nếu Thế Tôn an cư ở đâu, chư thiên khác sẽ không có chỗ để chen chân. Phiến hoàng thạch này dài 60 dặm và rộng 50 dặm, Thế Tôn ngồi trên ấy cũng như không có ai ngồi. Đức Phật biết ý nghĩ của Đế Thích, Ngài ném tọa cụ trùm cả phiến đá hoàng thạch. Đế Thích nghĩ, đúng là Ngài ném tọa cụ trùm hết cả phiến đá thật, nhưng khi Ngài ngồi lên đó, chắc chắn Ngài sẽ thành ra nhỏ tí. Đức Phật lại biết được ý nghĩ ấy, nên Ngài trùm phiến đá trong nếp y của Ngài như một sa môn cao lớn, phủ áo nạp lên chiếc ghế đầu thấp, và Ngài ngồi ngay trên đó. Lúc ấy, dân chúng ở cõi Ta Bà bỗng nhiên không thấy Đức Phật như mặt trăng chợt lặn. Họ hỏi nhau, Thế Tôn đã đi đâu? Chúng ta không được trông thấy đấng toàn giác, bậc chúa tể thế gian, đấng trí tuệ của loài người. Họ khóc lóc than thở, những người khác nghĩ thầm, Đức Thế Tôn thích độc cư, Ngài khó chịu khi hiện thần thông như thế cho một đám đông như thế, nên đã đi sang xứ khác, chúng ta có còn gặp được Ngài hay không? Họ khóc lóc rền rĩ rồi nói kệ, Ngài vui trong nhàn tịnh, Ngài đã đi xa không trở lại cõi này, chúng ta không còn thấy bậc tối thắng, bậc chúa tể thế gian, bậc hiền trí nhất trong loài người. Họ hỏi tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn đi đâu, thưa tôn giả? Mặc dầu biết Đức Phật đi đâu, nhưng tôn giả nghĩ thầm, hãy để cho người khác tỏ phép màu. Rồi Ngài nói với mọi người, hãy hỏi tôn giả A Nậu Lâu Đà. Và khi mọi người hỏi tôn giả A Nậu Lâu Đà đáp, Thế Tôn đã bay lên cung trời 33, ngồi trên ngai hoàng thạch, Ngài sẽ giảng dạy luận A Tỳ Đàm cho thân mẫu. Thưa tôn giả, khi nào Ngài trở về? Ngài ở đó 3 tháng hạ và trở về vào dịp giải hạ. Mọi người reo hò, chúng ta không đi đâu cả cho đến khi gặp lại Đức Bổn Sư. Họ cắm trại tại đó, ngủ đêm dưới bầu trời, và mặc dù đông đảo họ không gây nhơ uế trên đất, vì khi họ đại tiểu tiện, đất nứt ra và khép lại, cho nên lúc nào mặt đất cũng sạch sẽ. Trước khi lên cung trời, Đức Phật dặn tôn giả Mục Kiền Liên, này Mục Kiền Liên, ông thuyết pháp cho mọi người, còn cấp cô độc sẽ cung cấp thực phẩm. Như vậy, trong suốt 3 tháng, ông cấp cô độc cung cấp đồ ăn, thức uống, trầu cau, hương hoa cho mọi người. Tôn giả Mục Kiền Liên thì giảng dạy và trả lời mọi câu hỏi. Đức Thế Tôn đã lên cung trời 33, đã ngồi vào pháp tòa. Chư thiên của 10.000 thế giới vây quanh và hầu tiếp Ngài. Trên cõi trời 33, khi Đức Phật đấng tôn quý của mọi loài,
ngồi dưới cội san hô trên tòa hoàng thạch. Thần tiên 10.000 cõi tụ về và hầu tiếp đấng tối thắng ngồi nơi cao nhất của cõi trời. Không ai chói sáng bằng Ngài, chỉ mình Ngài độc nhất, rực rỡ, át chư thiên. Hoàng hậu Ma Gia từ cõi trời Đô Xuất đến, ngồi bên tay phải của Đức Phật. Trời Intraka cũng đến ngồi bên tay phải Phật, và trời Ankora đến ngồi bên tay trái. Khi các vị trời đầy quyền lực đến dự hội, Ankora phải rời khỏi chỗ và ngồi một chỗ cách xa 12 dặm, trong khi Indraka còn ngồi bên tay phải của Đức Phật. Thế Tôn quan sát cả hai, Ngài muốn dạy về phước báu lớn của sự cúng dường xứng đáng, nên nói với Ankora: dù trong 10.000 năm ngươi đã cho lập nên những lò sưởi trên suốt quãng đường dài 12 dặm và cúng dường vô số phẩm vật, sau thời gian dài ấy, bây giờ ngươi đến đây nên trong chúng hội của ta lại ngồi xa ta nhất tới 12 dặm. Tại sao thế? Đức Thế Tôn nhìn Ankora và Indrak tuyên bố ai cúng dường giá trị. Ngài nói: Ankora, ngươi cúng dường vô số, vậy mà sau một thời gian dài, ngươi ngồi chỗ thật xa, hãy đến đây. Âm thanh ấy rồi xuống mặt đất, dân chú đang cắm trại dưới ấy đều được nghe. Được đấng đạo sư thức tỉnh, Ankora nói: những thứ cúng dường ấy đã đem lại ích lợi gì cho con? Người xứng đáng được cúng dường chẳng đem lại phước báu gì ư? Giả xoa Indraka này chỉ dâng chút ít phẩm vật, vậy mà ông ấy sáng hơn hết thảy chúng con, như mặt trăng sáng hơn tất cả tinh tú. Khi Ankora nói như thế, Đức Phật hỏi Indraka: này Indraka, ngươi ngồi bên tay phải ta, vì sao ngươi ngồi đây mà không rời đi? Indraka đáp: bạch Đức Thế Tôn, như một nông phu gieo một ít hạt giống trên thửa ruộng tốt, con nhận phước lành này nhờ cúng dường đáng giá. Để làm sáng tỏ vấn đề người nào cúng dường giá trị, người nào không, Indraka nói: như hạt giống, mặc dù rất nhiều, gieo trên đất xấu, không gặt hái nhiều, không làm nông dân vui thích. Vật cúng dường dù nhiều, dâng người ác, không gặt quả nhiều, không lợi ích cho người thí. Còn hạt giống dù ít, gieo trên đất tốt, sẽ gặp nhiều kết quả, nông phu vui lòng. Như thế, cúng dường người đức hạnh, chính trực và thánh thiện, dù ít vẫn được kết quả tốt phong nhiêu. Chuyện kể rằng, nhân dịp ngày An Đậu Lâu Đà đi khất thực, Indraka cúng dường tôn giả một mẫu thức ăn của mình, nên mặc dù Ankora đã đốt hàng ngàn lò sưởi trên khoảng đường dài 12 dặm trong 12.000 năm và bố thí rất nhiều, nhưng việc làm của Indraka được kết quả lớn hơn. Đức Thế Tôn nói: này Ankora, phải nhận xét trong khi cúng dường, với phương cách đó giống như gieo giống trên đất tốt, việc cúng dường được quả tốt, nhưng ngươi không làm như thế nên phước báu ngươi không đủ. Rồi Ngài nói kể: cúng dường với sự xét đoán được quả đầy, ngoài như thế được sanh thiên, Như Lai khen ngợi sự cúng dường với óc phán đoán, nên cúng dường đến người xứng đáng nhất sẽ gặt quả tốt như hạt giống gieo vào mảnh đất tốt. Ngài nói những pháp cú tiếp theo: cỏ làm hại ruộng vườn, tham lam hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ
làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Và ngồi giữa chúng hội chư thiên, Đức Phật muốn lợi lạc cho thân mẫu nên bắt đầu giảng dạy luận A Tỳ Đàm, bắt đầu bằng những câu: những điều này tốt, những điều này xấu, những điều này không tốt, không xấu. Suốt 3 tháng, Ngài dạy luận A Tỳ Đàm không ngừng. Lúc nào đi khất thực, Ngài hóa ra một thân khác và nói: hãy nói pháp cho đến lúc ta trở về. Xong, Ngài đi đến núi Hy Mã. Sau khi đánh răng và súc miệng nơi hồ A Nâu Đạt, Ngài nhận thức An Tử Châu Uất Đơn Việt và ngồi trong vườn của một trưởng giả. Ngài dùng bữa trưa. Tôn giả Xá Lợi Phất lên đến trời Đâu Xuất và làm thị giả cho Đức Phật. Khi Đức Phật thọ trai xong, Ngài nói: này Xá Lợi Phất, hôm nay ta nói pháp như thế, như thế, ông có thể thuật lại cho 500 tỳ kheo tu học với ông. Và Đức Phật dạy cho tôn giả: chúng ta được biết rằng khi Đức Phật hiện thần thông song hành, có 500 thanh niên con nhà vọng tộc xuất gia với tôn giả Xá Lợi Phất, và để ám chỉ các vị này, Đức Phật đã nói như trên. Giảng dạy cho tôn giả xong, Đức Phật trở lên cõi trời, thay vào chỗ hóa thân Phật và nói tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất trở xuống nhân gian, nói pháp cho các tỳ kheo. Và ngay khi Đức Phật còn ở lại tiên giới, các tỳ kheo đạt được thất giác chi. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, 500 tỳ kheo này là bầy dơi nhỏ. Chúng ở trong một động núi và có hai thầy tỳ kheo cư ngụ trong ấy đọc tụng A Tỳ Đàm. Chúng nghe âm thanh luận tạng khi bay chung quanh đó và đâm ra yêu thích âm thanh ấy với các câu hỏi: đây là các uẩn của chúng sanh, đây là các đại của chúng sanh. Tuy chúng không hiểu ý nghĩa, nhưng vì yêu mến tiếng đọc tụng, chúng được sanh thiên. Vào thời giữa Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Mâu Ni, họ ở cung trời hưởng lạc và tái sanh vào xá vệ trong gia đình vọng tộc. Do sự kính tin và thần thông song hành, họ xuất gia theo tôn giả Xá Lợi Phất và trở thành những người đầu tiên thông đạt thất giác chi. Đức Phật tiếp tục chỉ dạy như thế trong 3 tháng. Khi nghe Ngài dạy xong, có 800.000 triệu chư thiên đạt được pháp nhãn và Hoàng hậu Ma Gia chứng sơ quả. Đức Phật xuống nhân giới và chư thiên quỷ thần hộ tống. Quần chúng trong 36 dặm biết lễ giải hạ sẽ đến trong 7 ngày nữa, đến hỏi tôn giả Mục Kiền Liên: thưa tôn giả, có gì trở ngại không? Nếu chúng con biết ngày nào Đức Phật trở về, chúng con sẽ không đi đâu cho đến lúc gặp Đức Thế Tôn. Tôn giả đáp: tốt lắm. Tôn giả đi đến chân ngọn núi Tu Di và nghĩ thầm: hãy để mọi người thấy ta leo lên. Và khi tôn giả bắt đầu leo lên núi, thân hình Ngài hiển lộ với tấm y vàng trong suốt, mọi người theo dõi và leo lên từng chập. Tôn giả đang leo lên một dặm, hai dặm, ba dặm. Tôn giả lên đỉnh núi đảnh lễ dưới chân Phật, lấy đầu mình nâng bàn chân Phật và bạch: bạch Đức Thế Tôn, dân chúng muốn đến nơi nào để có thể thấy được Thế Tôn? Khi nào Thế Tôn trở xuống? Nhưng này Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả đang ở cổng thành Samkasa. Này Mục Kiền Liên, 7 ngày nữa ta sẽ xuống tại cổng thành Samkasa vào đúng ngày giải hạ. Ai muốn thấy ta, hãy đến đó. Khoảng cách từ xá vệ đến Samkasa là 30 dặm và không ai có thể cung cấp thức ăn cho mọi người trên lộ trình dài như thế. Đức Phật nói: hãy dạy họ phát nguyện giữ trai giới,
không ăn và đi theo sức của họ có thể đi, như thể đang đến tỉnh xá kế cận để nghe pháp. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả trở lại nói cho mọi người biết lời dạy của Đức Phật. Mùa an cư đã chấm dứt, lễ giải hạn được cử hành. Đức Phật nói với Thế Thích: nay là lúc ta trở lại cõi người. Đế Thích bèn hóa ra ba con đường bằng bậc thang, một bằng vàng, một bằng ngọc và một bằng bạc. Ba con đường dẫn từ núi Tu Di xuống đến cổng thành Samkasa. Đường bằng vàng bên phải dành cho chư thiên và quyến thuộc, đường bằng bạc bên trái dành cho đại phạm thiên và quyến thuộc, đường chính giữa bằng ngọc dành cho Đức Thế Tôn. Trong dịp này, Phật đứng trên đỉnh núi Tu Di, hóa hiện thần thông song hành và nhìn lên. Ngài nhìn suốt 9 tầng trời đại phạm, và khi nhìn xuống, Ngài nhìn đến tầng địa ngục vô gián. Rồi Ngài quan sát 4 phương 8 hướng, nhìn suốt vô tận cảnh giới, người và trời đều thấy lẫn nhau. Chúng hội đông đầy trong khoảng chu vi 36 dặm, ai đã thấy vẻ huy hoàng của Đức Phật đều mong muốn mình sẽ thành Phật. Từ trên không trung, Đức Phật đi xuống trên con đường bằng ngọc, chư thiên xuống đường bằng vàng, phạm thiên xuống bằng đường bạc. Nhạc thần Càn Thát Bà bay bên phải Đức Phật, khải đàn ca tụng Phật bằng những âm thanh tuyệt vời. Thần Thiên Sa tung hương hoa bên trái Đức Phật, trời đại phạm cầm lọng, trời Dạ Ma cầm quạt bằng đuôi con quắc. Với các thiên thần tùy tùng như thế, Đức Phật đặt chân xuống cổng thành Samkasa. Tôn giả Xá Lợi Phất đến đón Đức Phật và đảnh lễ Ngài, và hứng khởi vì chưa bao giờ thấy Đức Thế Tôn trở về trong nghi thức long trọng vĩ đại của một vị Phật như thế. Tôn giả nói: con chưa từng thấy, chưa ai từng nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp âm êm dịu, nay từ đâu xuất trở về với chúng tùy tùng. Bày tỏ niềm vui bằng câu kệ và bằng mọi cách xong rồi, tôn giả bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tất cả trời người được thấy sự tôn quý của Ngài và theo Ngài. Này Xá Lợi Phất, với phạm hạnh như vậy, chư Phật là bậc tôn quý hơn cả người và trời. Rồi Ngài nói câu kệ: người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Lệ thường của chư Phật sau khi hóa hiện thần thông song hành đã an cư 3 tháng trên cõi trời và trở xuống tại cổng thành Samkasa để ghi dấu nơi Đức Phật đặt bàn chân mặt xuống quả đất. Một tinh xá được xây cất tại đây. Đức Phật sẽ đặt một câu hỏi vừa sức hiểu của những ai chưa chứng sơ quả. Những người này trả lời dễ dàng câu hỏi ấy, nhưng không thể trả lời câu hỏi dành cho những người sơ quả. Tương tự như thế, sơ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho người nhị quả. Cuối cùng, người được tứ quả không thể trả lời câu hỏi dành cho tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên không thể trả lời câu hỏi dành cho tôn giả Xá Lợi Phất, và tôn giả Xá Lợi Phất không thể trả lời câu hỏi dành cho Đức Phật. Đầu tiên, Phật nhìn về phương đông và các phương kế tiếp. Thật là một pháp hội vĩ đại. Trời và người đứng khắp 4 phương 8 hướng, phạm thiên phía trên, dưới là các long vương, Atula, tất cả đều đứng với dáng cung kính, tất cả đều nói: bạch Đức Thế Tôn, trong đây không ai có thể trả lời câu hỏi này, xin đừng hỏi thêm. Đức Phật nói: Xá Lợi Phất bối rối khi nghe câu hỏi thuộc về Phật trí này. Tất cả những ai đã tu theo pháp và chứng quả A-la-hán, tất cả những ai đang tu tập, những ai chưa chứng quả dự lưu,
Thổ tọa, ông biết đấy, tôi hỏi rồi, ông hãy nói tôi nghe về việc đi và nói của những người ấy. Song Đức Phật nghĩ, mặc dù trong tâm Xá Lợi Phất không hề nghi ý nghĩa của câu hỏi, bởi ông ấy hiểu ta đang hỏi về việc đi và nói của những người đang tu tập và những người đã tu tập đắc quả A-la-hán, nhưng ông ấy lại nghi mục đích ta hỏi câu ấy và ông ta đang suy nghĩ như vậy. Về các vấn đề uẩn và đại của hữu tình hay là vấn đề lục nhập, không biết ta nên nắm ý của Thế Tôn qua cái nào. Nếu ta không khai mở giúp Xá Lợi Phất, ông ấy không thể trả lời câu hỏi. Nay ta sẽ giúp Xá Lợi Phất. Rồi Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Phất, ông có hiểu ý danh từ hữu tình này không? Đức Phật nghĩ tiếp, ngay lúc Xá Lợi Phất hiểu được ý nghĩa, ông ấy sẽ đáp câu hỏi trong phạm vi các uẩn của hữu tình. Đức Thế Tôn vừa truyền mật ý, câu hỏi liền hóa ra rõ ràng theo 100 và 1000 cách. Sau khi Thế Tôn gợi ý, Trường Lão lập tức trả lời câu hỏi. Chúng ta biết rằng, trừ các bậc toàn giác, không ai có thể trả lời câu hỏi mà Đức Phật nêu ra với Xá Lợi Phất. Cho nên Trưởng Lão đứng trước Phật cao giọng hùng hồn nói, bạch Đức Thế Tôn, con có thể đếm số giọt mưa rơi trên biển lớn của tất cả những cơn mưa trong suốt một kiếp, và cũng thế, con đếm được số giọt mưa rơi trên đất liền, rơi trên núi, và con có thể đưa ra một con số chính xác. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, ta biết khả năng toán số của ông. Thật vậy, không gì có thể sánh với trí tuệ của Xá Lợi Phất, trí tuệ vô tỷ. Vì thế tôn giả nói, cát sông Hằng vô số, nước biển lớn bao la, vi trần nhiều vô lượng, con có thể dùng trí tính đếm được tất cả. Ý câu kể trên như sau, bạch Đức Thế Tôn, bậc thánh trí tối thượng, sau khi trả lời câu hỏi này, con có thể trả lời hàng trăm ngàn câu hỏi khác, mỗi câu được đánh dấu bằng một hạt cát, hoặc một giọt nước, hay một hạt bụi, gồm tất cả số hạt cát, hạt nước, hạt bụi sông Hằng, không thiếu sót một hạt nào, số hạt bụi này còn ít hơn khả năng trả lời các câu hỏi của con. Vị Sa Môn dồi dào phước báu đã nương theo phương tiện của Đức Phật trả lời câu hỏi thông suốt. Mặc dù lúc đầu tôn giả không biết đầu đuôi câu hỏi ra sao, vì nó nằm trong lĩnh vực Phật trí. Khi các tỷ kheo nghe kể này đã bàn tán như sau: tôn giả Xá Lợi Phất, vị tướng quân của chánh pháp, đã trả lời câu hỏi mà không ai trên trái đất có thể trả lời được. Đức Phật nghe những lời bàn tán ấy và dạy rằng, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi mà trên toàn thế gian này không ai có thể trả lời. Ông ấy đã làm như thế ở thời quá khứ. Rồi Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ Jataka 99. Dù cho hơn ngàn người thiếu trí tụ họp nhau và làm nhảm cả 100 năm, không bằng một người có trí siêu việt hiểu rõ điều người khác nói. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng, phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.